Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Superman. Sau khi mà nhận được khá là nhiều lời yêu cầu của các bạn làm về vị tướng Superman đi chôn rừng tiêm bạn. Đây, hôm nay thì mình sẽ gặp vị tướng ngủ không im rừng bên kia. Ui dồi ôi, Zuka nó đặt cái tên nó nói lên tất cả cày thuê. Mẹ ơi, gặp anh cày thuê thế này chết đi em chứ. Đấy, đây là một vị tướng mà mình chơi rất là kém. Ui dồi ôi, hết hồn. Chạy. Đấy, mới mua con này được có 1 lần thôi. Đây tính là mình cầm cái clip chôn, nhưng mà mình cầm cái trình trị đi vào chôn thì chả thấy đâu, nó đánh cho không có đường mà về. Khó quá. Ui giời ơi, nó xịt cho một cái kìa. Thế là mình quyết định đi đường giữa luôn. Đấy, mình sẽ tí nữa thì mình sẽ lên được cấp 2, mình sẽ qua rừng các bạn, mình ngũ ý rừng các bạn sau. Đây, có phải ngon không? Ui giời ơi, rồi cấp 2 rồi. Bây giờ mình sẽ qua gọi là kiếm rừng các bạn xem là đây hàng đây rồi. Ô anh Crack. Hello man. Làm gì á? Chôn rừng à? Ui trời ơi, gặp ngay đụng hàng. Nào. Kéo. Kéo vào. Ui trời, đông quá. Ui trời ơi. Rồi mình đi chôn, gặp ngay anh Crack Thánh chôn thế này thì làm sao rừng các bạn ăn bùa được bây giờ. Tiếp tục bay vào nào. Hãy xem ra đây. Bẹt. Ui trời ơi. Rồi nó bỏ cái bùa xanh luôn rồi. Trời ơi, tui chôn đã gớm rồi. Ông Crack này còn là Thánh chôn nữa rồi. Khó quá. Mình đi vào mình tính phá nó thôi, chứ thực sự ra mà ấy, con này không thể ăn rừng được. Thật ra mình cũng chả dám cầm cái trình trị. Nên cầm trình trị một cái là rụng răng luôn ấy. Khó lắm. Tại vì cái con này á, khi mà mình đang trạng thái bay á, người ta làm choáng cái là hết bay luôn. Đây, nó khó. Đâu rồi, bùa đỏ đâu rồi, nó ăn xong bùa đỏ rồi kìa. Đây, nó đây nè, chứ đâu. Xèo. Đâu rồi. Tốc biến á, à? Đứng lại. Yeah. Úi giời ơi, vỡ mồm. Sao vậy? Ông nào cái hàng của tôi rồi? Úi giời ơi, đây, cái méo gì mà cùi chứ à? Đây, có hàng. Ún nè, ngon ngay. Một kiều. Ở anh Triệu Văn Anh gọi là thừa lúc đục anh thả câu. Đây, người ta thì đi phá rừng tam bạn. Bây giờ anh ta một mình, anh ta đang ăn cái quả bưởi xanh ngon ư. Trên cành bơ luôn kìa. Vài hàng. Úi giời ơi. Xèo. Ăn quá. Ê, ngủ không tới. Em xin lỗi anh ngủ không nha. Em không có dám qua nào đâu. Đấy, cứ đánh mấy cái thằng nào yếu yếu đi. Úi giời. Thôi bỏ đi. Mẹ sao mình đẩy hụt hoài nhỉ? Con này khó chơi quá. Trời ơi, thấy bạn bị đánh nhưng mà mình không biết làm sao bây giờ. Khổ thân cho bạn Crack quá. Đấy, chôn rừng cho bạn. Mà không nhận Crack này khôn hết mọi người. Đi ra kéo bùa, phá bùa người ta. Nó bỏ các bùa xanh, nó qua bùa đỏ luôn mà. Úi trời ơi, ngon. Phê. Cấp 4 rồi đây, hãy xem tới đây. Xèo. Nào làm sao. Yeah, 3 người luôn, đẩy một phát 3 người luôn. Phê. Phải không? Phải lắm. Yeah. Chơi con này vui vết mọi người ạ. Đấm một cái, ngon ngay. Phê. Nhưng mà mình chơi con này kém quá. Nếu mà mình chơi con này hay thì đâu đến nỗi mức độ tệ như này đâu. Là mình có thể gọi là đẩn hết 3 thành viên tam bạn vào chu mình luôn. Cứ đùn vào chu. Úi giời ơi, nghĩ đến là tính quái rồi. Khó chơi quá. Mới mua con này xong. Đấy, vào test thử. Nhưng mà thấy các bạn kêu là mấy các bạn cứ kêu là Superman đi chôn rừng tam bạn đi anh. Mà sao nó khó thế này, làm sao mà chôn được. Thấy con này khó chôn quá. Chôn tam bạn mình thấy mấy con kéo nó sẽ hay hơn. Ví dụ như Mina này hay là Crack ấy. Trận này mình đi mình chủ yếu là đi phá khách khách tí thôi, chứ thật sự là nói chôn rừng thì ôi dồi ôi không dám chắc. Anh Triệu Vân anh cứ lạnh lùng anh ăn bùa đến nay thì chết người ta không cơ chứ. Đây, rừng trong mình nó cứ gọi là sung sướng. Đây, ăn hết rừng người ta luôn. Bùa xanh bùa đỏ gì cũng ăn hết. Về không? Ôi đi về nhanh còn kịp anh ơi. Rồi kéo rồi, hãy xem đây. Xèo. Ôi giời ơi, nó lại ăn mạng nhanh quá. Cái con Superman này thì mình thấy cái chiêu nhất dương chỉ, cái chiêu một của nó biến thành tia laser khá là mạnh. Mình chả có cái gì đánh được nó bạn ạ. Thật sự là nói hết trạng thái vi hành thì mình chả có cái gì mà đẩy nó về hết trơn. Mà phải đẩy Natalia tên bên bạn tốc biến mà. Đâu rồi, đủ nó về cái nào. Mình thấy nhiều người chơi con này rất là hay nhá. Nhưng mình nhờ thì đừng có hỏi cái sự của bá đạo của mình. Chơi nó phê gì đâu luôn ấy. Khó lắm. Nào. Xèo.
cái chiêu tia laser nó khá là mạnh. Mình thấy nó bắn một cái có khi cả nửa gây máu ra đi ấy. Nhưng mà mình thích cái chiêu một mà đánh thường hơn. Nó đủ người ta về khoái lắm. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Em đi, cứu em. Ôi, anh Triệu Vân anh lao vào rồi. Rồi anh lao vào gì đấy anh Triệu Vân. Úi giời ơi, chết anh bây giờ. Nào. Úi đau em. Em đau quá. Mấy anh mấy chị này cứ hô vào cào trôn. Tí nó bắn chết quéo thằng cua rồi. Thôi đi về. Đi về. Đó, mình có vào một cái là dừng ra bạn quéo thằng cua luôn. Mấy bạn nghĩ rằng vị tướng Superman này có đi trôn được không? Theo mình thấy thì rất là khó. Được nhưng mà khó lắm. Nào bay vào đây. Ôi sao đứng trên nát bét thế này, nhà rồi kìa. Ủa ai đứng trên nát bét rồi kìa. Vãi mấy anh hai này. Căng nha. Đó theo nó đang ăn sụi đứng trên xong thôi. Kéo một bầy ra khu vực đứng giữa nó bắn cho em kiểu bèn tét mông em bây giờ. Này thì đấu với cả đầu gấu này. Này kiểu trời ơi, còn có chút xíu máu hà mấy má ơi. Rồi xong anh Triệu Văn anh lao vào rồi. Nhưng mà anh lao vào làm sao được. Bây giờ em hết máu rồi, em bay vào em đi ngay luôn đi. Rồi mình đang lên cho nó cái giáp cùng nộ và thương duyên phá nha mọi người. Hai cái món này nó tăng tốc độ chạy cho Superman. Rồi tí nữa mình sẽ lên cho nó cái giáp Gaia. Tao mà bay nhảy, tung bay luôn. Phê. Nếu mà Superman này có cái chiêu gì mà nó lướt qua bức tường thì ngon nhỉ. Đấy, ôi anh Crack ơi. Ôi đánh này, ông này bết trôn rồi. Phá nó, không cho nó ăn bùa, phá nó. Tôi tới đây, ui dồi, đi mày đang trạng thái này, bay, cái thằng thế rằng này. Thằng này vỡ vào này, ui sợ, đáng định đẩy nó đi lại kéo nó vào. Ui sợ, đông qua, ba bốn đứa lận. Ôi sợ quá rồi. Sợ quá rồi, ui ôi đâu vậy, á, happy. Ôi, một con chim. Ui dồi, may quá, con chim thì biến mất. Tí nữa thì con chim lao thẳng vào mông mình một cái, tôi nó cắm cái ấy vào cái mông. Na, xịt cho một phát, xì la dìa vào vào mồm này. Ôi, con chim nữa kìa. Mẹ ơi, con chim nó làm em đau quá. Đang trạng thái bay, con chim lao vào mông một phát, một cái là hết bay luôn, đơ như cơ luôn. Ôi, kéo hay quá bạn ơi. Hãy xem ra đây. Xèo, vãi cả tốc biến. Đùa nhau à, lại tốc biến. Hôm nay em lại tốc biến đẩy vào tường này. Hư nè. Vèo, vãi lắm. Ghê lắm. Cú bắp lắm. Vãi. Xèo này. Ôi ơi, còn tí máu kìa. Lóc nhóc đầy ông chủ luôn kìa. Ôi ơi, ngủ khí. Hello man. Wow, có chiêu cuối ở đây. Chà, xèo. Trời ơi, tạch một cái này. Đâm mở cái thằng Natalia này nhá. Trời ơi, người ta có làm cái mèo gì đâu, người ta chỉ đi chôn thôi mà. Thế mà nó lỡ hồng nào giết người ta luôn. Trời ơi là trời. Mình là mình nghi rồi, thấy còn tí máu là vì nó không có tha cho mình đâu. Mấy thứ khốn nạn này. Tiệt tình, khó quá. Thì mình cũng đã làm cái clip về vị tướng Superman đi chôn rừng thêm bạn rồi nhé. Nhưng mà thật sự ai bảo ấy không thành công nhiều lắm. Phế quá. Hy vọng các bạn đừng có gạch đá nhẹ nhẹ tay. Không thì tổn thương tấm lòng yếu đuối của mình lắm. Đây, tâm hồn của mình nó cứ gọi là yếu con nhà bà đuối này. Con mùi xanh. Đẩy nó vào này, con mùi xanh này. Xèo này, đẩy vào. Quay nó đẩy ra ngoài này sao mà giết được nó. Vỡ mồm cho xồm. Cái đầu xanh nhìn nó. Trời ơi là trời, tôi gào quá là gà luôn. Đẩy ra ngoài nhà nó chứ, đẩy nó vào trong này này. Đấy. Còn mọi người xem mình ăn con bùi xanh cho mọi người xem nha. Này con bùi xanh mình ăn bùi xanh cho mọi người xem nha. Đấy, đừng có đẩy nó ra ngoài. Không thì như là uổng công vô ích. Đánh 10 năm trời gần chết cho con bùi xanh rồi lại đẩy nó đi ra ngoài thì vỡ mồm cho sơm nhé. Rồi ăn được bùi xanh rồi. Tính ra thì ngụy tướng của không trăm bạn nãy giờ hình như là bị cướp gần hết bùi xanh rồi. Không biết ăn được con nào chưa, mình không để ý nữa. Nhưng mà Triệu Vân nó vào nó cướp suốt. Crack em mình nó đi chôn đấy mọi người. Vui ha.
Ôi con chim ơi, con chim à, chim ơi. Ta mở cái con chim này. Mày xa dữ. Hay quá anh Triệu Văn. Úi giời, anh Triệu Văn anh ngang ăn rồng mà mình. Rồng bọc chưa? Rồng bọc chưa? Ôi giời ơi ngon. Én. Hôm nay lâu lâu mình mới trận gặp được một cái trận mà có vị tướng Crack theo mình nó đi nó chôn rừng theo bạn được ấy. Thường thường nó ít gặp lắm. Thường mấy bạn cầm Crack toàn là các bạn đi gọi là support cho AD thôi. Ít ai mà đi chôn lắm. Bắn em tới đây. Không có cửa bắn nó. Bay na kìa, ngủ kế. Ôi trời ơi, ngủ không kìa. Đánh nhau không? Kiếm nó ulti nó, đẩy nó. Đẩy. Hừ ha. Đây, có hàng. Vãi, không có hàng. Đây, bay na đây rồi. Tất cả cút ra. Kìa. Đứng lại đó con rồi. Kìa. Ấn định mạnh, nó bay có con chim vào mồm. Đẩy nó về này, xấu xáo này. Á, cái con này nó bật chiêu cuối là con chim nó bay. Có đẩy quá mày. Ấy, úi trời ơi, chạy đâu con sâu. Lại ngoéo càng cua rồi, em chưa kịp làm gì nữa mà. Rồi, chung cuối rồi. Rồi con chim nó cứ bay vào mồm. Để ra cho tôi, đừng có ăn cái con bổ đỏ của tôi nha. Cứ vơ vào vơ vẩn. Khó nhỉ? Khó chôn đấy nhỉ? Không phải là do con này khó chôn đâu mà tại vì mình gà nó vậy ấy. Nhiều người đánh hay con này nó ấy lắm, sướng lắm. Nhưng mà mình đánh gà quá. Ý, ngộ không. Không cho bạn kiểu như là bị gọi là ấy rồi, cái con Crack nó cứ đi nó chôn hoài luôn kìa, nó cứ đi chôn hoài luôn kìa, cộng thêm mình nữa là hai thằng đi chôn nó, ngủ không cho bạn có ăn được cái con bùa nào đâu. Trời ơi, bùa xanh đi nãy giờ bị cướp suốt, mình không cướp thì Triệu Vân nó không vào nó cướp à. Dù béo á, đủ ngộ không thích đánh nhau à, ngộ không thích đánh nhau à, đâu rồi con hàng đâu rồi, nào vào đây đánh nhau nào. À, bơi vào đây, xảo à, đấu với cả đầu gấu à, đứng lại đó, à, con giòi đứng lại, hãy xem tới đây, giờ, ôi trời ơi, Triệu Văn à, anh ăn mạng như vậy, anh có thấy gọi là, muốn gọi là ăn nhai rụng hết răng không, Chuka đâu rồi, trốn trong này đúng không, đâu rồi, nó trốn đâu ta, à, chạy ra đằng giữa kìa, vã mồm, chạy ra đằng giữa mình không biết luôn đấy, hay, khá lắm, chạy ghê lắm, tốc lắm. Chà. Đây có hàng đây rồi. Ôi rồi, ngon quá. Hãy xem ra đây. Xèo. Đẩy nó về này à. Đập đẩy nó quéo không cô luôn chứ đẩy về gì. Úi giời ơi, quá phê ạ. À. Có này nhiều khi mình đẩy nó sướng hết rồi ạ. Tại vì mình chơi gà chứ không ai mình mà chơi con này giỏi một cái là tao mà đẩy luôn nhá. Đẩy hư ha hê. Anh em có thích mình làm clip về vị tướng Superman nữa không? Chắc là không, sợ cái gì, thấy tôi chơi gà quá sợ rồi cái gì. Sợ ngay, đâu rồi? Sợ ngay. Nếu mình chơi hay cũng chơi cũng được chứ nhở. Nhưng mình chơi gà quá, đi đùn phá, vui hết. Con này công nhận chơi cũng hay nhưng mà phải bỏ ra thời gian chơi mới được. Chứ lâu, 10 năm trời mới vào. Mình sẽ đẩy với cả con, Zuka này. Đấy đâu mà vội bà. Mà vấp phải đá bà quàng phải dây. Và anh đù, trời em đang chôn nó mà sao thế mèo nào em đang đẩy đó mà không nổi. Ông nội này cứ thiệt tình nổi giông này, cứ phá người ta không ạ? À? Đấm trước cái bây giờ này. Ghét ghê. Trời, cơ hội người ta solo với Zuka. Ê, con hàng. Phá hàng. Không thấy nó luôn. Tự dưng thấy nó vào cái. Và nó tàng hình một cái là mình mất nó dấu nữa rồi. Thế mà cuối cùng nó sợ quá, nó chạy ra luôn. Đang chôn Zuka vui. Cái thím à. Thím zone này kỳ cục quá trời kỳ cục luôn ha. Úi trời ơi, xịt cho một cái chích quéo thằng cua luôn nè. Ôi, mình giết thì ít nhưng mà hỗ trợ mình cũng nhiều chứ bộ. 9 mạng ấy chứ, không phải vừa đâu. Ulti nè, oh my god. Ulti nè, oh my god. Oh my baby, ok. Ulti nè, trời ơi, ngoéo thằng cua luôn.
Trời lao vào cái con nào cái con nó chết, lao vào cái con nào chết vai. Đã quá. Mọi người thấy đã tốc biến luôn không trả được xài. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Hôm nay mình tính đi nhây một chút xíu với tem bạn. Ai ngờ gặp ngay là ông Crack gọi là thánh chôn tem mình. Trời, hai đứa xong kiếm vào bích dừng tem bạn nó cứ gọi là phế từ A đến Z. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha. Nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, bye bye.